Nay hôm qua hàng mới về thì mình cũng đang đóng hàng để mình chuẩn bị gửi đi cho các bạn. Đây xem nào, được 5 đơn, mình chỉnh được 5 đơn thì còn 4 đơn nữa thì mình chỉnh nốt thì mình sẽ giao. Đây là Phan Thanh Tâm này, Quang này, chị Hằng này, Thọ này, Trung Kiên này. Đấy, còn mấy đơn nữa, 4 đơn nữa thì đợt này mình về đây mình cũng đang chỉnh đây mọi người. Đấy. Phải tháo cái lược ra để thay cái lược khác. Rồi lần này về được hai cái cây miệng lỗ gỗ kiểu gỗ cũ này. Thì cũng chả biết ai sẽ có duyên với nó nữa. Thì hiện tại chưa có ai đặt, bởi vì là mình do là vừa rồi mình báo khách là thay đổi hết miệng lỗ sang miệng mới rồi. À có 4 cây chứ, có một cây xì viền nữa này. Bạn nào thích cái màu màu sunburst này thì đặt hàng nhá. Đấy, còn toàn bộ là sẽ là cái kiểu này. Kiểu miệng lỗ kiểu này. Đấy. Các bạn nào còn hiện tại đang lăn tăn chưa đặt hàng luôn nhé, bởi vì là 1-2 hôm lại hết thôi. Ok, chào mọi người.